quá cho tôm càng thôi. Đổ nghe vô cho nó rút 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 vô cho nó đều luôn. Mới tôm càng. Rút cốc cái ngựa cả nhà làm cốc cái ngựa cả nhà. Chà. Vô rồi cái trà này giờ nước lớn rồi cả nhà ơi, lớn quá lớn rồi, giờ mình tới đây rồi hết xe được rồi, giờ mình đeo cái chỗ nọc dừa nè cả nhà, giờ mình làm món tôm càng rang me ăn cơm nguội cả nhà ơi. À, xin chào cả nhà nha, thì cha con mình te từ sáng giờ bây giờ cũng khoảng 2 giờ chiều cả nhà, thì sáng có làm mớ nữa, nay được mớ tôm càng xanh nè, được cái giác mới đây nè, được đồng cá ký luôn cả nhà, một giác mà cá ký luôn. Giờ chạy vô không có được, giờ nước lớn, đợi nước lớn rồi mới chạy vô, giờ chạy vô nó cạn đó nha, chạy vô tới trong rồi nó cạn, giờ đợi nước lớn lên rồi mình mới chạy vô, trong lúc chờ đợi nước lớn thì làm thêm món ăn cơm đó nha, cũng đói bụng rồi, tại đi giờ lúc sáng mà sáng giờ ăn cũng cử cơm mà, nãy có mới tôm càng ngon quá nên là để rang me luôn cả nhà, rang me ba cho con mình ăn cơm luôn, tôm càng xanh nha, nay chơi món hải sản luôn. Đây nè cả nhà, được quy một tổng luôn. À, ký máy á. Ký máy á hả cha? Trời ơi hấp dẫn chưa? Càng sống nhăn luôn. Đây ký máy nha. Ký máy á. Quá trời đã luôn. Ở đâu bữa nay lên nước sao mà trúng được mẻ tôm càng quá trời luôn cả nhà. Mà nó chết rồi, tại giờ do mình không có oxy á. Chết này thì bán rẻ lắm cả nhà. Không có oxy chết rồi. Nó còn sống thì mình bán nó mắc, còn chết thì nó rẻ lại, giảm lại một phần nửa giá luôn á. Nên là cho con mình lâu lâu ăn bữa luôn, ăn bữa tôm càng luôn rồi đó. Ăn ngọt luôn. Đỏ thèm rồi. Nha cả nhà, tôm càng xanh nè. Có mấy con còn sống rồi. Quá đã luôn, khi mấy à. Hả? Giờ để rang me luôn. Hết luôn hả? Này khi mấy à, ăn hết không? Hết luôn. Nãy cái giác sau mình trúng đâu vô được viên ổ cá ngát luôn, mà cá ngát nhỏ nhỏ không à, còn cả mấy trăm con cả nhà, mình thả hết đi, nhỏ nhỏ không, đây còn lỗ đây, đang me luôn cả nhà, quá trời tôm càng xanh luôn, cá này cả nhà, cá được nhiêu đây cá, cá ăn, vàng, mồng gà, cá đu, cá nâu. Chơi dồn. Đây hai con cá ngát cả nhà ơi. Được hai con cá ngát bự. Mày tôm. Con cá mực quỷ. Nguyên đám lục bình luôn cả nhà. Lục bình này chắc ở trong cống nó sổ ra nè. Trời giờ nước lớn gió lên nè. Nước lớn rồi nước chỉ có bật vô đâu có được đâu. Mới lớn à. Lớn rồi neo lên sẵn đây mình nấu món tôm càng rang me rồi ăn này ngắm trăng ngắm biển luôn, ngắm ghe chạy vô rồi. Bây giờ nước lớn ghê chạy vô quá trời. Chạy lưới. Ăn cho mát. Và đây ăn mát. Đấy mông rập.
trời tôm đây cả chảo luôn, mấy hai ký cho mình nhiều cái bộ phi mấy à. Làm món mới cả nhà, đó giờ chưa có làm món tôm càng này nha cả nhà. Từ xe giờ chưa có nhiều bằng mà bữa nay nó cần quá cho tôm càng rồi. Quá tài ha. Trời ơi. Quá tài. Thơm. Quá thơm. Bây giờ thơm gì đó. Cho anh im luôn hả? Im luôn, nướng vô luôn, rồi anh rút vô con tôm nè. Trời ơi! Anh cũng muốn dữ vậy. Bột đó ăn cái cắn lưỡi luôn. Nè nước me cho dầm. Chua chua ngọt ngọt anh nha. Đổ me vô luôn cả nhà. Ai quẻ rồi đổ me vô cho nó rút vô cho nó đều luôn. Nay là một bữa đại tiệc tôm càng xanh. Tôm càng đổ me. Hấp dẫn quá, thơm quá. Cái bụng chưa đỏ. Đói dữ rồi. Mấy cái món này là đổ phá tôm. Nay ăn bữa đại tiệc hải sản luôn, hải sản tôm càng xanh luôn. Rồi phải làm miếng mua chanh chấm đi, lát cho chấm chấm. Wow. Này kẹo lại cho rút thấm vô cơm ha cha, cơm tôm luôn. Chút mình núp con tôm. Nay quả gió quá nên đem vô mua cho nó chín ha. Cả nhà ơi. Nó thấm đều ráo luôn, mày dễ dễ rồi thấm đều như con tôm luôn. Sớm lại mới được. Thank you.
chốt luôn. Đang đang nghe đổi chốt luôn. Rồi, ok. Hết lần. Đã chuẩn bị chai rượu cá ngựa mình thổi chưa? Cá ngựa. Bị tóc. Chính đây cả nhà ơi, giờ chuẩn bị múc cúng về ăn cơm cả nhà. Nay ngồi ở trên cabin nè. Ê gì? Sao quả? Thằng nào ngồi trên đây luôn, gió thổi mát. Sao quả? Đây ăn cơm cả nhà. Cha thì làm rai rai, chạy cốc. Quá mát. Mày nhà ăn cơm. Rồi cả nhà nay có vô được mớ tôm càng làm sốt mẹ, mà cả nhà dùng tôm càng có buổi trưa cả nhà. Rồi, xin mời cả nhà ăn cơm với ba cho con mình nha. Hôm nay được mớ tôm càng. Cốc cá ngựa cả nhà làm cốc cá ngựa cả nhà. Được mớ tôm càng nè. Rồi, mời cả nhà ăn nha. Cơm với ba cho con mình. Hôm nay cha uống rượu đế. Rượu cá ngựa. Bò bán không thể thiếu rượu rồi. Bò bán uống cốc cá ngựa. Wow, những cháo tôm hấp dẫn. Chua. Thằng me mà. Mẹ chua không ngọt hả? Không ngọt chua. Rồi mà cả nhà dùng đi rượu cả nhà. Chà. Đừng có ngựa rắn đồ khè với cha. Rồi vô con tôm đi cha. Đây con tôm. Wow. Tôm này chắc lắm cái trời, tôm thiên nhiên. Mới cào lên luôn, mới te lên luôn. Tôm này nếu mà bán sống thì bao nhiêu một ký vậy? Sống nghe nói tôm này tôm thiên nhiên là 200 mấy ký vậy? Còn sống ha. Còn nếu mà chết thì nó rẻ là phần nửa giá luôn đó nha. Béo không cha? Cái đầu béo không? Đây nè, đỏ lọt lên. Chấm nữa. Là gan này nè, uống rượu, uống bia, liếm cái đã không rồi. Cái tôm này là thường hay đám cưới, đám giỗ gì người ta đãi cái con tôm càng xanh này nè. Tôm đó tôm... Đây là mấy con rồi đó? Con thứ hai. Ghê. Cái lưới. Ăn này phải có giấy. Ăn mạnh vô cha. Giấy đầu tay. Ăn đại vô, tôm quá trời. Quá tôm nay sao đi ngay mấy cái chủng ngay bên lần tôm chặt tôm chúng ổ tôm chứ cục gạch luôn đó vô đường bày cá ngát mấy cả nhà mà cá ngát cả nhỏ luôn ở nhà bóng chinh luôn ở nhà ấy mày cá ngát bao nhiêu đó biết bao nhiêu con mà nói nổi bóng chinh luôn. Thank you.
bên bãi ngay cái sông rồi mình cửa biển nha, quê mình ở mình là Dầm Láng đó nha. Ở đây là huyện thị trấn Dầm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Đây đợi nước lớn rồi mình mới chạy vô, cạn quá chạy vô không được. Ở mình thì có những cái loại ghe như là cào khơi nè, rồi lưới, đáy mông, te, cào ngài, câu, đủ loại ghe ha cha, đủ ngành nghề ha. Xà lan cát vô phải mình biết uống rượu mình ra ra ấy cha, bia thì có thể nhấp nhấp rượu mình không biết uống cái gì. Ngon đó, mấy con rồi? Con thứ ba. Thôi máy ăn đi, nay cũng là tân càng rồi. Ăn thoải mái đi, nay tôm quá tay rồi. Đổ nước từng cái râu luôn. Cha ăn đại đi cha. Còn hai con cá ngát nữa. Hai cá ngát đó chung nữa đem ra chợ bán cái nhỉ, kiếm tiền mua dầu. Nãy vô đâu cái mấy trăm con luôn, nhỏ nhỏ cá đó mà phải bự xíu nữa là lúa. Vô cái trà đó, vô cá nằm vô cái trà, cái trong cái trà đó vô cái ngát quá trời, không có cái con bự đâu trời, vô bầy vương bầy nhỏ luôn đó, vô bầy vương còn mấy bội. Mùa này thì là mùa trướng đó nha, mùa thổi trướng, chỉ đi gần bờ thôi. Còn những cái mùa im thì có thể đi xa bờ qua đồng hòa, te ốc đồ này kia, cá đồ này kia các nhà. Gần bờ thì mình đi thổ trướng đó, ghê lắm, thổ trướng nó sống dữ lắm các nhà. Qua tháng mấy mới thổi im lại các cha? Tháng 3 hả? Qua tết rồi, qua tết nó mới im rồi. Tháng 3 bà già đi biển. Tháng 3 bà già đi biển cũng được. Ý là nói cái câu ca dao đó là nói cho cái tháng đó nó im á cả nhà. Người ta ai đi biển cũng được hết, bà già. Tháng 3 bà già đi biển. Đây nè, một chiếc ghe lưới nè cả nhà. Ở mình thì đủ luôn nghề hết nha. Gần bờ rất là nhiều nghề. Ghe lưới, hai vợ chồng đi. Ở mình thì đa số là đàn bà đi biển cũng khá là nhiều nha. Đi đáy mông, đi lưới đồ nhiều lắm, rập lắm. Anh nói mình chơi lên Long An không? Chơi lên Long An thì hai chồng đi luôn. Ngày đó thì mẹ cha cũng có đi biển nữa cả nhà. Mẹ có đi theo mấy năm trời luôn á. Mẹ không biết lội mà đi theo đi cào á. Nên là lần đầu mà te được vô nhiều tôm càng dữ vậy á cha, cái cha. Tôm càng nay có tôm càng nhiều lắm. Quá trời tôm càng. Tôm càng nãy te được cũng vô con giác vô. Giác còn có con giác được tầm to hơn. Đúng rồi, con giác kia, giác mới đây là khoảng cả ký á, ký lô. Còn giác trước được mấy con. Tôm càng này mình rang me thì mình làm cái gì ngon nữa cha? Rang me, luộc bia, hấp bia. Này là mồi nhậu ha, mồi nhậu là số 1. Nướng. Đúng rồi, nướng. Tôm mực xanh nướng. Hấp nước dừa. Nước cái vỏ ngon hả? Trời chỉ mưa. Trời rầm. Quá bán luôn, nhìn cha lại cụ đổ ăn là chảy nước miếng luôn. Nghĩ cả nhà thấy cái món này của cha như thế nào? Đặt món tôm càng. Thấy cái món này cha làm có chảy nước miếng, chảy nước miếng không? Ngon đó. Quá ngon. Mà không ngán. Chắc thịt hả cha, ngọt hả? Thiên nhiên.
ăn thoải mái ơi, tôm đi xay trắng lâu tép là bao con ăn mới trống lớn này, muốn phải sẽ sống nhớ làm phụ nha. Bây giờ đang tẩm bổ cho cua đỏ, cho cua đỏ hết sẽ sống để muốn làm phụ mình với da. Ôi gạch kìa, con này nhỏ cắn đỏ gầu lắm mà. Này còn rất nhiều quá nha, chứ mấy ai kiếm được rồi, rất là nhiều tôm. Những tôm cũng càng không, mùa này có tôm tăng trưởng thì lại có tôm càng. Tôm này không biết ở quê cái nhà bao nhiêu một ký, nhưng cái nhà ở quê cái nhà bao nhiêu một ký thì bình luận xuống cho mình xem mình tham khảo. Ở mình thì khoảng 200 mấy tôm thiên nhiên nha cả nhà, sống á. 200 mấy 200. Này, mấy chiếc ghe lưới đập rồi nó neo ở đây nè cả nhà. Mấy chiếc ghe này cũng có người nhiều ở nhiều nơi lại đây để mà lánh bắt nó cả nhà. Lộc An. Người ta xuống đây ta làm. Mưa tới cả nhà, mây nguyên nó mây luôn kìa.